Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu tập 255 Đấu La Đại Lục, cuộc đối đầu của Tâm Hải Ma Kình Vương và Đực Tam chính thức diễn ra. Không nói nhiều lời vô nghĩa, cả hai đã lao vào nhau quyết chiến. Cái đuôi khổng lồ của Tâm Hải Ma Kình trong nháy mắt vẫy lên, quất về phía Đường Tam. Một cách này nó phóng ra hoàn toàn là lực lượng tự thân ngưng tụ thành, khoảnh khắc cùng với bản thể của nó va chạm. Thân thể Đường Tam chấn động kịch liệt. Thanh Hải Thần Tam do cách cầm trong tay không kìm được run lên, ánh mắt Đường Tam cũng xuất hiện một chút biến hóa. Hồn thú trước mắt hắn có lẽ đạt đến tu vi gần 100 vạn năm, khoảng cách tiếp cận yêu thần chỉ không còn bao lâu nữa. Phía dưới, không cho Đường Tam có thời gian suy nghĩ, thân thể cự đại của Tâm Hải Ma Kình Vương từ trong biển rộng nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung. Nó làm ra một động tác kỳ quái như kêu gọi sức mạnh của đại hải. Ngay sau đó, vô số khối cầu màu đỏ tựa như nham thạch dần dần nổi lên trên mặt nước. Nương theo từng động tác, Tâm Hải Ma Kình huyễn hóa ra, những khối cầu kia biến hóa thành một bộ áo giáp bao quanh thân thể của nó. Không dừng lại ở đó, âm thanh xé gió chói tai vang lên, từ lúc cô đọng đến phóng ra, thời gian chỉ ngắn ngủi trong một lần hô hấp. Hơn ngàn vạn quả quang cầu màu đỏ giống như sao xa hướng về phía Đường Tam phóng đến, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể dùng từ đi quang hỏa thạch để hình dung. 3 phần thủy, 7 phần lôi, đây là phán đoán của Đường Tam đối với mục kích này của Tâm Hải Ma Kình Vương. Loại công kích tập trung trong phạm vi lớn như thế này, căn bản là không có khả năng tránh né. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, bắt trùng mâu chậm rãi duỗi ra. Cùng với đó, một thức vô định phong ba cũng được hắn phóng thích đập tan đi những hỏa cầu xung quanh đang phóng đến. Tâm Hải Ma Kình thấy vậy liền nhếch mép lên tiếng. Xem ra, ngươi quả thật là từ chỗ của Hải Thần học được vài phần kỹ năng đơn giản. Năm đó, chính bản thân Hải Thần sử dụng thanh tam xoa kích này. Cũng chỉ đâm mù ta một con mắt của ta mà ngươi hiện tại còn chưa phải thần, thật không biết tự lượng sức mình. Nói rồi, đợt công kích tiếp theo của nó phóng đến so với lần trước lại càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, những xoáy nước khổng lồ cũng được nó điều khiển để công kích Đường Tam. Phía đối diện, lấy thân thể làm trung tâm. Dưới tác dụng của kỹ năng hồn cốt cánh tay trái trong lực khống chế, Đường Tam tạo ra vô số cột địa quang ngang nhiên đón nhận công kích của Tâm Hải Ma Kình Vương. Động tác vừa dứt, Đường Tam lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, thanh tam do kích sơ thẳng về phía trước, kỹ năng tiên thanh tịch diệt lôi đỉnh nháy mắt phóng thích. Cùng lúc đó, hắn nuốt vào một viên kiên đĩnh kim thương dâng, cũng đồng thời phóng thích ra năm ngân tiên thanh long chi hồn. Ngay sau đó, một đầu thanh long thật lớn bao trùm thân thể Đường Tam. Phía dưới, cửu bảo lưu ly tháp trên người chữ Vinh Vinh cũng xoay tròn, đem hết thể năng lượng phù trợ trên người đồng bạn của mình. Tuy là thân thể Tâm Hải Ma Kình cũng đã có 99% tiến nhập vào cảnh giới thần cấp, nhưng từ trên một kích này của Đường Tam, nó vẫn cảm giác được sự uy hiếp cường đại. Tâm Hải Ma Kình Vương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ của hắn liều mạng vẫy mạnh. Ba đường năng lượng khủng bố từ trên người nó nở rộ, đã nghĩ sẽ đem Đường Tam cùng với Hải Thần Tâm xoa kích đánh bay. Làm cho nó thất vọng là thân thể Đường Tam vừa biến mất khỏi tầm mắt, bắt chu mâu hoàng kim từ sau lưng hắn trong nháy mắt cắm sâu vào trong thân thể của Tâm Hải Ma Kình Vương, không ngừng thôn phệ. Cùng lúc đem theo thiên luyện của nước trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn xốc vào thân thể khổng lồ kia. Tâm Hải Ma Kình rốt cục nổi giận lôi đình, hai thanh chính chủy trên tay nó đập mạnh xuống mặt nước, bạo động nháy mắt bùng nổ. Không chỉ Tiểu Bạch và đám lục quái ở dưới bị năng lượng khủng bố này tác động, ngay cả những ngư dân ở đảo Trân Châu cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn này. Lúc này, tầng tinh thể màu lam tím bao phủ bên ngoài thân thể Tâm Hải Ma Kình Vương do năng lượng ngưng động mà thành kia đột nhiên ầm ầm nổ vang. Giữa không trung nhất thời hình thành một luồng lốc xoáy màu lam tím khổng lồ. Đám tinh thể vỡ vụt giống như những lưỡi dao sắc bén, tràn ngập lực xuyên thấu mạnh mẽ phóng đến phía Đường Tam. Thanh âm Mã Hồng Tuấn vang lên sau lưng Đường Tam. Tam ca, tên này đang làm gì đây? Năng lượng quá sức cuồng bạo, người phải cẩn thận. Đường Tam gật đầu, hắn cũng không biết hồn thú kia đang làm cái gì, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không liều lĩnh. Luồng lốc xoáy màu lam tím kia ngưng tụ thủy và lôi năng lượng, thậm chí còn có vài phần phong năng lượng trong đó, cũng không có đơn giản như vậy. Tay cháo khảo thiên truy, tay phải Hải Thần Tam xoa kích, Đường Tam cả người đều duy trì một trạng thái đặc thù, tinh thần lực linh hoạt hoàn toàn phóng thích. Một luồng sắc khí lạnh như băng trong nháy mắt phóng ra tràn ngập không trung, dưới ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực, ánh quang mang do Hải Thần Tam xoa kích biến hóa ra nhất thời biến thành đỏ như máu. Động tác của Đường Tam cũng không có ngừng lại, thanh tam xoa kích trong tay xoay trái một vòng, phải một vòng, không ngừng phóng xuất ra một đám quang hòa màu đỏ máu đẩy vào không trung. Tâm thần Tâm Hải Ma Kình Vương do kinh ngạc nên thoáng trì trệ một chút, rất nhanh Ma Kình lĩnh vực được nó phóng thích ra đối trợ cùng lĩnh vực của Đường Tam. Đến đây thì cũng hết tập 255 Đấu La Đại Lục. Liệu rằng kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.